Lạc giữa rừng quất, đào, cam quýt phục vụ Tết ở đại lộ Thăng Long chỗ Hoài Đức các bác ạ. Đây, trên đường mà về quê tôi ấy, đi qua đây ấy. Năm nào đi qua đây cái độ này rất là rạo rực các bác. Rạo rực mình người ta bày bán, bắt đầu bày bán thì rất sớm. Đào, quất, biệt là bưởi diễn. Đào, quất thì nó chín nở rộ, chín quất chín đỏ thì rất sớm ấy. Nhưng mà đào bắt đầu hé một số cái nụ bắt đầu nở các bác. Tôi sẽ quay sau, nhưng mà quất thì xem năm nay quất như nào các bác nhé. Có vẻ như là vẫn đang chăm sóc nên hơi thưa thớt, với lại quả nó chưa được mỡ. Bây giờ là chín rồi. Đây, buổi này là bây giờ là làm đẹp quả lên các bác ạ, làm mỡ quả lên. Đấy. Đó. Quất nha. Quay từng cây thì hơi khó, bởi vào trong nó khá là rậm. Đấy. Năm nào anh em tôi cũng thích cái không khí này, đi xuống những vườn đào vườn quất từ rất sớm. Nhật Tân thì hơi xa, Nhật Tân với quất đào Nhật Tân, quất Tứ Liên thì hơi xa. Đấy, chỉ đi tham quan thôi, còn mua sắm là đi xuống khu vực Hoài Đức này, chọn rất là nhiều từ rất sớm mà tiện thông giao thông đi lại. Mua một cây cũng rất là đơn giản, quan trọng là đi xem cái không khí các bác. Đấy, cái không khí trước Tết hàng tháng, 2 tháng, thậm chí là 3 tháng là quất đã chín rồi thì rất là rạo rực. Còn đến 30 mét thì không nói, nhưng mà chơi thì thường gần đây thì mình chơi rất là sớm, chơi trước khoảng 3 tháng trước Noel là họ đã chơi quất tiếp rồi. Đấy, cửa cho mình những cái quất ok rồi, chơi đến tận hết rằm tháng riêng, thậm chí là lâu hơn. Đấy, bác xem đây là khu vực quất thế, chưa thấy cây nào ưng các bác, nhưng mà nhìn chung bình dân là ok. Thậm chí là những cây như này là Tết không có mà mua các bác, nhanh lắm, họ bán rất là nhanh, bán cho các người buôn, bán cho dân họ ở quanh đây, họ đi họ lấy xuống tận vườn họ mua. Đấy, đây các bác xem cây này không. Bây giờ là người ta chưa làm mỡ quả, đang làm mỡ quả lên các bác, nhìn nó hơi bị chưa được đầy bóng, căng mỏng. Đấy, nhưng mà mấy tháng nữa gần Tết ấy là căng mỏng. Đấy, nguyên liệu trong này, ở đây bên này là luống đào, một số nụ nó đang hé rồi vì mấy hôm nay rất là nắng, mặc dù rét nhưng mà lại nắng thì nó cũng nhanh. Thế còn đây là vườn là cam canh, cam canh ở đây thì cũng đã cho lên chậu thứ rồi, nhưng mà không được mướt mắt cho lắm, chỉ như là vườn ăn quả thôi, chưa được chăm chút để làm cảnh bên này. Đấy, thế còn luống quất ở dưới này thì chất lượng hơn, nhìn là người ta biết là người ta đang chăm chút từ cỏ, từ làm cỏ cho đến vun luống. Trên này thì chắc chưa làm tới, nhưng mà có vẻ dưới này cây tuyển là nhiều hơn. Đây, kể cả cam canh, quất thế các bác. Tôi không tiện vào trong vì nó khá là ướt, với lại mình chưa mua, mình chỉ đi tham quan để giới thiệu các bác thôi. Gần Tết thì anh em lượn vào đông vui rất là hay. Đây, chỗ này là chỗ cam canh mà tuyển đây, để trưng Tết đây, rất là mỡ mà màu rất đẹp, cây lá rất là mỡ. Đấy, cam canh này, cam canh này các bác, cam canh đấy. Cam canh thì đặc biệt là ăn thì nó không ngon lắm, nhạt thôi, ngọt ngọt nhạt nhạt, nhưng mà trưng bày rất là đẹp, quả đỏ chín đỏ, quả đẹp. Mỗi cái chơi một vẻ các bác. Đấy, quất có cái hay của quất, bưởi có cái hay của bưởi, cam canh cũng có hay riêng cam canh. Đây, luống cam canh này, cây nào cũng như cây nào các bác. Cây đầu luống này đã thấy là đẹp rồi, như cây này quả không quá dày,
nhưng mà rất xung xuê, rất là đều từ gốc lên ngọn. Là nghề các bạn. Tí nó hỏi xem những cây cam canh năm nay khoảng giá bao nhiêu. Tất nhiên là trước Tết người ta giữ giá lắm các bác. Đấy. Giữ giá. Và những cái cây này thì quất thì có thể lên xuống được, những cây này thì ví dụ như bưởi diễn hoặc cam canh thì giá thường ổn định hơn. Bởi vì là những cây cây thực sự là những cây đấy cũng là giá trị mà. Cây cũng quất. Quất này thì nhiều thì dễ hơn. Thậm chí hết Tết là các bác đi thu gom hoặc là nhặt ở ngoài đường rất là nhiều, người ta vứt đi. Ví dụ như hộ gia đình Hà Nội vứt đi, không có chỗ mà trồng các bác, thì các cái nhà vườn họ đi thuê người đi gom về để lại phục vụ cho một cái Tết mới. Đấy, quất thì dễ hơn, chứ bưởi diễn thì không ai vứt đi những cái cây như kia đâu, hàng chục triệu, mấy chục triệu đâu. Đấy, cam canh này, lạc thứ rừng cam rồi các bác. Cái này thì chắc chưa trưng Tết, không trưng Tết bởi vì lá nó hơi ố. Quả thì rất là ấy, để gần như là tự nhiên. Rũ này, quả rũ, nhưng mà để trưng Tết thì hơi khó. Bên này này, khu vực trưng Tết đây này. Đấy, cam, cây nào cũng rất là đều như cây nào. Chơi luôn từ bây giờ đấy các bác. Đẹp luôn. Đây những cây nhỏ nhỏ này, quả nó kinh không? Quả rất là kinh. Lạc giữa rừng quất đúng không? Đây, tôi sẽ quay một cái cây quất quả rất to này. Còn những cái quất thế với lại quất mà trồng trong những chỗ gốm này nhiều lắm, dọc đây nhiều lắm. Đây, tôi đã quay một cây quất thế này rồi. Để lấy không khí các bác nha. Cái luống này, luống này quất rất là to, tầm hơn 2 mét cây được. Bắt đầu được thân nha. Tất nhiên bác ra Tư Liên thì nó nhiều cái những cái thể loại mà trồng trong những chậu gốm hơn, rất là đẹp. Quất bonsai đấy có, nhưng mà nó bày ngoài kia, có dịp tôi sẽ quay cho các bác. Đấy, 1 2, rất là nhiều bông. 1 2 3 4 5 6 8 9 10, có lẽ là 13 cái bông, 15 cái bông gì đấy. Ui ôi, bác nhìn thấy con gì đấy không? Rắn các bác ơi. Rắn này. Ui dồi ôi, tí rồi tôi dám lên. Sợ quá. Rắn to quá. Tí rồi tôi dám lên. Đang bắt con nhái các bác. Dùng mình đấy, rắn nước thôi. Hôm nay thịt thì ngon đấy. Định có ý định bắt nhưng mà thôi, mình đang quay phim. Đã chờ dám bắt các bác. Nhìn cái giống giỡn hết cả người à. Kinh khủng. Hôm nay em hổ mang thì chắc chạy mất dép. Tiếp tục bác. Đấy, để từ gần đến Tết, bây giờ cách Tết còn hơn 2 tháng nữa, nhưng mà khoảng 2 tháng nữa, nhưng mà đến cái lúc mà tầm 1 tháng người ta sầm mốt ở đây đi lại đông vui, người ta mua sắm ấy, thì rất là hay các bác. Tôi thi thoảng cứ đi qua đây mà. Đấy. Đấy. Bưởi diễn thì thường người ta mua thuê từ bây giờ chơi cho nó bõ, vì là giá nó cao, mà thứ nhất là nó có mùi thơm rất là dễ chịu, mà trưng bày trong các cơ quan hay là biệt thự hay là nhà mình chẳng hạn thì rất là thơm. Đấy,
mà nhìn nó hoành tráng. Còn quất thì nó cũng bình thường. Chơi cây quất to, quất to cũng hoành tráng nhưng mà nó vẫn không được bằng cây bưởi như được, không được thể hiện đẳng cấp như cây bưởi được. Đấy. Ok. Đấy, xin cây bưởi. Hẹn gặp lại các bác một ngày gần đây nha. Xin chào các bác.